Đây, ví dụ như là cái bắt đầu nhá, thì chúng ta sẽ vào cái phần cân nhắc này, chúng ta chọn là lưu lượng này. Đấy, chọn lưu lượng là chúng ta chạy truy cập web. Đấy, chúng ta cũng đặt tên nhóm quảng cáo, được chưa? Và chúng ta chọn loại quảng cáo, ở đây là trang website. Vị trí hiển thị thì chúng ta có thể chọn là TikTok, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ tắt Boost Video hoặc là Băng Hồ đi. Cái này nó chính là cái mà trong Facebook nó chính là audience nhất. Loại hình sáng tạo này, chúng ta có thể tạo ra các cái mẫu quảng cáo riêng. Nhắm chọn thì như vừa nãy tôi đã hướng dẫn, cũng có thể chạy tùy chỉnh hoặc là chạy tự động. Thì ban đầu mình nên chạy tự động để sau đó mình so sánh là có hiệu quả với tùy chỉnh hay không. Còn quan điểm cá nhân của thầy thì là mình sẽ chạy tùy chỉnh thì mình sẽ ok hơn. Bởi vì mình biết được cái tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, đối tượng. Đấy. Gồm có mối quan tâm này, thêm hành vi tương tác video, tương tác người sáng tạo và hashtag. Hashtag. Ở đây cũng chọn ngân sách bình thường là 200.000. Điều mà thầy đáng tiếc nhất là thằng TikTok này ngân sách nó cao quá. Nhiều khi mình chỉ muốn test thôi, còn khi chạy được thì mình chẳng thấy là 200.000 nó bình thường. Giá thầu là chi phí thấp nhất. Sự kiện thanh toán thì nó sẽ là CPC đây rồi. Tức là có nhấp thì mình mới mất tiền. Thì cũng khá là ok. Mẫu quảng cáo thì chúng ta sẽ tải lên. Có thể là vừa video hoặc là vừa hình ảnh, chúng ta lựa chọn. Thì video thì chúng ta lưu ý là video của TikTok thì là video mình chúng ta làm 1 phút thôi, hấp dẫn làm video vuông hoặc là video dọc nha, bởi vì là 90 chắc là trên 95% lượng người xem TikTok bằng điện thoại di động, rất ít người Facebook thì người ta xem bằng máy tính rất nhiều thôi. Nhưng mà riêng TikTok thì hầu như tôi thấy hiếm thấy ai xài web mà vào TikTok lắm. Nên là chắc phải 99% lên. Thì nên làm video dọc hoặc video vuông. Thì ở TikTok trên web vẫn là dọc đấy. Đúng. Thế cái ảnh của nó cũng là ảnh ngang. À, hôm nọ có một cái video ấy mình xóa mất rồi. Có một cái video 1 phút ngắn hôm nay. Xóa mất rồi. TikTok này, đứa nào chưa làm kênh, chưa làm video này được thầy một triệu đây. Anh nhìn thấy được thầy không? Thầy không nhìn thấy người thầy không? Đó là nói là không có một người đang giao dịch đăng tải tin. Không nhìn được thầy không? Không có một người đang giao dịch đăng tải tin. Không nhìn chấp nhận. Thôi thì em thay thầy với chị đi đồng thêm. Chị không? Thôi thì em thay thầy với chị đi đồng thêm.
Đấy thì cái link ở chỗ này là cái link chăn đích nhé. Các em lưu ý này. Các em lưu ý là khi mà mình dán cái link trang đích này vào thì mình phải tối ưu cái trang đích. Mình phải tối ưu cái trang đích. Bởi vì là cái trang đích đấy là nó sẽ lướt bằng điện thoại di động. Thì thứ nhất là nó phải tối ưu cho mobile. Và thứ hai là các cái section ấy, tức là các phần của nó. Mỗi một cái phần như này nó gọi là một section. Nó phải rất là rõ ràng mạch lạc để người ta đọc và kêu gọi hành động mua hàng thật là tốt. Hoặc là chúng ta phải có landing page chúng ta thiết kế riêng. Tạo landing page thiết kế riêng về sản phẩm nhá. Sau đó mình làm cái video. Cái video đấy thì đương nhiên là nó phải liên quan đến sản phẩm. Ví dụ như là mình bán thực phẩm chức năng chẳng hạn thì mình đẹp hơn, mình khỏe hơn, mình có cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn đúng không? Thế sau đó cuối video là tôi bán 5 cái loại thuốc này. Thế là chạy vào landing page này nó sẽ về. Kiểu như thế. Hay là bán quần áo, hay bán giày dép, hay whatever, cái gì cũng được. Nhưng mà nhớ là riêng đối với TikTok thì video rất là quan trọng. Xem nhiều hay xem ít là ở video. Chuyển đổi nhiều hay chuyển đổi ít là ở video. Thế còn đã vào web thì phải tối ưu cho sang web. Cái phần này mọi người làm lúc đấy, sau khi mọi người làm thật, đến lúc nào làm thật là mọi người sẽ rất yếu. Bởi vì mọi người không biết là viết cái gì cho nó hay. Không biết sắp xếp hình ảnh như thế nào cho nó đẹp. Để kêu gọi cái logic bán hàng. Em hiểu không? Thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tạo ra sự khao khát mua hàng cho khách hàng. Tức là nhiều khi bây giờ là chẳng hạn đây thầy nói ví dụ như bây giờ là các em đang không có nhu cầu học một cái gì cả. Nhưng mà thầy liên tục thầy nói mà chúng mày không học content marketing chúng mày không làm được đâu. Chúng mày học sẽ kém, chúng mày không kiếm được tiền đâu. Thế là tự dưng trong đầu khách hàng người ta sẽ nảy sinh lên nhu cầu. Thế thì cái tốc lực mua hàng nó sẽ dựa trên là cái đầu tiên là cái sự sợ hãi. Sợ hãi là nếu mình không làm thì mình sẽ bị thế này. Thì đấy là cái dạng marketing đe dọa dựa vào đánh vào tâm lý sợ hãi. Và thứ hai nữa là đánh vào cái sự kỳ vọng, đúng không? Nếu mình làm thì sẽ được như thế này. Tại sao người ta phải uống thuốc? Bởi vì người ta muốn khỏe. Tại sao người ta phải dùng mỹ phẩm? Bởi vì người ta muốn trẻ đẹp. Bởi vì đấy là người ta nhận được các lợi ích. Thì mình sẽ làm theo cái logic của mình thôi. Logic viết content như nào, làm hình ảnh như nào, làm landing page như nào. Thì cái này hầu như các em đang không có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm. Ok. Rồi, chọn một video đưa lên đây. Và hãy quan trọng nhất là phải có video ngon. Video chỉ khoảng tầm 45 giây thôi. Và video TikTok là kèm theo âm nhạc, kèm theo phụ đề, kèm theo hashtag đủ thứ trên đời. Chạy. Và sau đó là chạy, nó chuyển đổi vào đây. Và mai mọi người có thể thử, thầy sẽ cho tiền chạy cái khóa TikTok của thầy. Tức là bán dùng TikTok để bán khoa học TikTok. Đúng không? Bán khoa học TikTok thì bây giờ là gì? Ví dụ như là mình chạy toàn quốc thì mình phải đổi thành là lớp Zoom. Tức là bọn em phải có tư duy về marketing. Tư duy về marketing ở đây là gì? À, ông ấy có một sản phẩm như thế nhưng mà ông ấy không biết làm. Thì mình phải có tư duy để dạy cho ông ấy ngược lại là bây giờ thế thì cái khóa này chỉ dạy TikTok thì những phần nội dung như này có được không? Hay là mình lại tạo ra một sản phẩm mới là chẳng hạn như bây giờ là chuyên dạy để trở thành idol TikTok, hay là chuyên chỉ dạy kịch bản thôi. Nó cũng là những cái cách khác nhau. Thế là có người muốn đi học nghề để về chạy quảng cáo thì đây là lớp dạy nghề. Thế thì lớp này học ở Hà Nội nhưng mà lại muốn chạy quảng cáo cả nước thì thầy ơi phải zoom. Hiểu không? Thì trong cái tư duy như thế thì zoom lại phải giảm giá xuống. Chứ zoom mà em lại thu nguyên của nó 6-7 triệu nó không chịu. Đấy. Mặc dù vẫn là ông ấy dạy nhưng mà quan điểm xã hội, quan điểm tiêu dùng nó là như thế. Thế thì mình phải có tư duy. Giống như trưa nay anh trường có đưa thầy một cái danh sách, một cái khách hàng họ tự vào tìm ấy. Thế sau khi nghe thầy tư vấn xong là họ bảo là đúng thật. Đây không phải thầy quảng cáo tự hào mà mọi người biết tính thầy. Chị này đã bỏ ra cả tỷ đồng đi học rồi chạy quảng cáo bét tay là nhà rồi nhưng mà vẫn không ăn thua. Thật, bà nói là mất cả tỷ luôn.